Em thấy nó cứ làm sao sao. Không. Anh khen đẻo hay là khen thật đây? Không, anh khen thật mà. Vợ anh ấy là số 1 luôn. Anh đừng có mà khen đẻo nhá. Thôi, em mang cái váy này đi giặt đã. Ừ, thôi đi giặt đi. Game over. Tao cho mày biết thế nào là ăn miếng chạy miếng. Cái con nhất né nhìn lùn à. Hello em gái. Úi giời, cái ông này rình mò tôi gì đấy? Câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Mày định phá cái váy của vợ tao đúng không? Ai thèm phá cái váy của vợ ông. Tôi cầm kéo ra tôi đi cắt cỏ chứ tôi làm gì mà ông nói tôi. Mày thích cắt cỏ không mới đưa kéo đây. Ông mày có muốn ấy, tao cắt hộ cái vườn cỏ của mày không hả? Này nhá, ông đừng có ba que xỏ lá nhá. Vườn cỏ nào tôi làm gì có à? Ơ thế mày có cái vườn cỏ rậm rạp ngừa ngáy đây. Đưa tao cắt hộ cho đỡ ngứa. Úi dồi ôi, ông thật là kinh tởm. Không đủ tuổi em ơi. Sao Tuyến lại phơi quần áo ở đây nhỉ?